Mời quý vị theo dõi những nội dung chính trong bản tin bão tin tức hôm nay. Nhà sáng lập Telegram bị bắt tại Pháp, đối mặt 20 năm tù, Nga lập tức làm rõ tình hình. Bất chấp phương Tây có lệnh trừng phạt Nga trong nhiều thập kỷ, diễn đàn thương mại Nga-Trung vẫn nhộn nhịp. Phản ứng bất ngờ của Nga đối với lệnh trừng phạt mới nhất của Washington. Pháp bắt CEO Telegram, ứng dụng ảnh hưởng lớn nhất tại Nga và Ukraine. Tỷ phú Pavel Durov, nhà sáng lập và là CEO của ứng dụng Telegram, vừa bị bắt tại Pháp liên quan đến cáo buộc thiếu kiểm soát dẫn đến hoạt động của tội phạm trên ứng dụng này. Telegram là ứng dụng đặc biệt có ảnh hưởng lớn ở Nga, Ukraine và các nước Liên Xô cũ, được xếp hạng là một trong những nền tảng truyền thông xã hội lớn nhất sau Facebook, YouTube, WhatsApp, Instagram, TikTok và WeChat. Telegram đặt mục tiêu đạt 1 tỷ người dùng trong năm tới. Có trụ sở chính tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất UAE, ứng dụng này được sáng lập bởi ông Durov, doanh nhân sinh ra tại Nga. Ông rời Nga vào năm 2014 sau khi từ chối yêu cầu của chính phủ về việc chặn các cộng đồng đối lập trên nền tảng mạng xã hội trước đó của mình là VK. Khi đó, ông đã bán cổ phần của mình tại VK. Từ năm 2021, ông có thêm quốc tịch Pháp và UAE. Tại đài TF1, ông Durov đi máy bay riêng đến Pháp và bị bắt theo lệnh truy nã tại nước này trong một cuộc điều tra sơ bộ. Theo đó, doanh nhân này đã đi từ Azerbaijan và bị bắt khoảng 20 giờ ngày 24 tháng 8. Các đài TF1 và BFM cho biết cuộc điều tra tập trung vào việc thiếu người kiểm duyệt trên Telegram và cảnh sát cho rằng tình trạng này đã tạo điều kiện cho hoạt động tội phạm diễn ra mà không bị ngăn chặn trên ứng dụng của tin nhắn này. Đại diện Telegram không trả lời ngay lập tức lời đề nghị đưa ra bình luận. Bộ Nội vụ và cảnh sát cũng chưa đưa ra bình luận. Sau khi Nga đưa quân sang Ukraine năm 2022, Telegram đã trở thành nguồn tin cung cấp nội dung chưa qua kiểm duyệt, đôi khi có nội dung gây hiểu lầm từ cả hai phía về chiến sự và tình hình chính trị xung quanh cuộc xung đột. Ứng dụng này đã trở thành phương tiện truyền thông được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và các quan chức của ông ưa chuộng. Điện Kremlin và chính phủ Nga cũng sử dụng nó để đưa tin. Một trong những điều tra viên cho biết, việc Telegram không bị trừng phạt là quá đủ rồi, đồng thời cho biết thêm họ rất ngạc nhiên khi Durov đến Paris vì anh ta biết anh ta là kẻ bị truy nã. Durov bắt đầu Telegram vào năm 2013 và rời Nga vào năm 2014 sau khi bị trục xuất khỏi một trang mạng xã hội phổ biến ở Nga do ông đồng sáng lập sau khi bị Điện Kremlin gây áp lực buộc phải giao dữ liệu cá nhân của người dùng, điều mà ông từ chối thực hiện. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, Durov cho biết ông kinh hoàng khi biết Telegram được thiết kế để mã hóa mạnh mẽ, để chính phủ không thể truy cập dữ liệu cá nhân của người dùng đang bị các nhóm khủng bố như nhà nước Hồi giáo sử dụng để giao tiếp. Ông nói, cá nhân tôi ủng hộ khía cạnh riêng tư, nhưng có một điều cần phải rõ ràng là bạn không thể chỉ đưa ra một ngoại lệ cho cơ quan thực thi pháp luật mà không gây nguy hiểm cho thông tin liên lạc riêng tư của hàng trăm triệu người vì mã hóa có an toàn hay không. Tạp chí Forbes ước tính ông Durov có khối tài sản 15,5 tỷ đô la Mỹ. Tỷ phú này nói, một số chính phủ đang tìm cách gây sức ép với ông, nhưng ứng dụng hiện có 900 triệu người dùng hoạt động này vẫn nên là một nền tảng tập trung chứ không phải là một nhân tố trong địa chính trị. Đại sứ quán Nga tại Pháp chưa nhận được liên lạc từ nhóm của ông Durov sau khi có thông tin về vụ bắt giữ, nhưng đang thực hiện các bước ngay lập tức để làm rõ tình hình. Đại diện thường trực của Nga tại các tổ chức quốc tế, Áo và một số chính trị gia Nga chỉ trích việc Pháp bắt giữ ông Durov, trong khi một số blogger Nga kêu gọi biểu tình tại các đại sứ quán của Pháp ở các nước. Ở Việt Nam, hàng loạt tài khoản Telegram bị lợi dụng để phát tán mã độc và lừa đảo. Telegram cũng đang dần trở thành kênh giao tiếp công việc được nhiều người Việt Nam sử dụng. Do đó, các tin tặc đã bắt đầu tấn công ứng dụng này để chiếm đoạt tài khoản. Người dùng Telegram tại Việt Nam đã ghi nhận nhiều trường hợp bị tin tặc chiếm dụng hoặc xóa tài khoản Telegram thông qua hình thức tấn công lừa đảo. Đặc điểm chung của những trường hợp trên là đã bị tin tặc nhắn tin lừa gạt, dụ dỗ hoặc lợi dụng sự bất cẩn để chụp lại màn hình ứng dụng Telegram cùng mã OTP đăng nhập. Đây không phải là lỗi bảo mật của Telegram mà do sự chủ quan của người dùng nên không kích hoạt những tính năng bảo vệ tài khoản cần thiết, cũng như khá xa lạ với một số tính năng của ứng dụng này. Đối tượng dễ bị nhắm tới là nhóm người dùng ít am hiểu về công nghệ, xem Telegram là kênh phụ và không mấy quan tâm đến các vấn đề bảo mật riêng tư. Cùng với Zalo, Telegram đang là app tin nhắn, gọi điện video và chia sẻ file đa nền tảng được người dùng Việt Nam lựa chọn. Nhiều công ty đã bắt đầu ứng dụng Telegram vào trong công việc bởi sự an toàn, thuận tiện và hơn hết là miễn phí.
khi ngày càng trở nên phổ biến, Telegram cũng trở thành miếng mồi cho tin tặc và phần lớn người dùng còn lúng túng trong cách sử dụng với ứng dụng mới. Đầu tiên, kẻ tấn công sẽ tìm cách có được số điện thoại của nạn nhân và lợi dụng sơ hở của người dùng khi họ công khai thông tin số điện thoại trên Telegram. Thông thường, cài đặt thông tin số điện thoại trên Telegram có 3 tùy chọn. Bất cứ ai cũng có thể xem số điện thoại của người dùng. Chỉ người trong danh sách liên hệ mới có thể xem và không ai có thể xem. Kẻ tấn công có thể lấy được số điện thoại nếu người dùng bật tùy chọn này. Theo đó, tin tặc có thể xem được số điện thoại của người dùng trong các group public trên Telegram khi người dùng kích hoạt, để bất cứ ai cũng có thể xem được số điện thoại của mình. Ngoài ra, kẻ tấn công có thể lấy số điện thoại của người dùng bằng cách sử dụng một tài khoản khác có tên trong danh sách liên lạc hay thông qua bất cứ hình thức nào khi người dùng vô tình để lộ số điện thoại. Sau khi có số điện thoại, kẻ tấn công sẽ tiếp cận với người dùng rồi khéo léo yêu cầu nạn nhân gửi ảnh màn hình có chứa mã OTP của Telegram. Khi có mã OTP, kẻ tấn công sẽ đăng nhập Telegram của nạn nhân trong trường hợp tài khoản này không có xác thực hai yếu tố. Tin tặc này sẽ chờ một ngày đủ thời gian xóa bỏ phiên đăng nhập của nạn nhân trong tài khoản. Khi đó, người dùng sẽ bị đăng xuất khỏi các tài khoản của chính mình trên các thiết bị đang dùng. Tin tặc chiếm đoạt tài khoản Telegram có rất nhiều mục đích. Ngoài phát tán mã độc, kẻ gian còn có thể chiếm đoạt các dữ liệu cá nhân hoặc bí mật kinh doanh quan trọng. Với Telegram, bạn có thể đổi tên nhiều lần mà không bị ứng dụng yêu cầu xác minh như Zalo 3 lần, Facebook 5 lần. Đồng thời, Telegram cho phép người gửi xóa được hết các tin nhắn trò chuyện của cả người nhận, trong khi các ứng dụng khác chỉ xóa được ở phía người gửi. Lợi dụng kẽ hở này, kẻ gian sẽ đổi tên nick Telegram thường xuyên, đồng thời thay đổi cả ảnh đại diện để chat với nạn nhân. Với mỗi lần đổi tên và xóa tin nhắn như thế, nạn nhân dù đã từng nhắn tin với kẻ gian cũng không hề hay biết. Với tính năng xóa dữ liệu hai chiều, kẻ gian không phải lập nick mới, tốn thời gian. Đó chính là lý do vì sao mỗi lần làm nhiệm vụ kiếm tiền, nạn nhân lại được kết nối với một người mới thông qua ứng dụng Telegram. Cứ sau mỗi lần lừa thành công hoặc kết thúc một phiên trò chuyện, kẻ gian lại đổi tên, ảnh đại diện khác để tiếp tục đi lừa, rất khó để xác nhận. Bên cạnh đó, trên một ứng dụng Telegram có thể chuyển đổi giữa các nick khác nhau dễ dàng, nhanh chóng, trong khi các ứng dụng khác phải mất rất nhiều thời gian. Điều này giúp kẻ gian có thể tạo ra nhiều nick bằng nhiều số điện thoại, rồi đóng vai nhiều người tiếp cận cùng lừa đảo nạn nhân. Thương mại Nga-Trung vẫn nhộn nhịp bất chấp lệnh trừng phạt từ phương Tây. Các thống kê mới cho thấy nền kinh tế Nga ngày càng phụ thuộc vào thị trường, hàng hóa và đầu tư của Trung Quốc kể từ khi Moscow bị bủa vây bởi các lệnh trừng phạt của phương Tây vì chiến sự ở Ukraine. Trong cuộc gặp hôm 21 tháng 8 với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho biết nước này sẵn sàng hợp tác với Nga để hợp tác thực tế toàn diện và nhấn mạnh rằng quan hệ giữa hai nước không nhắm vào bất kỳ bên thứ ba nào. Theo truyền thông nhà nước Trung Quốc, hai người đứng đầu chính phủ đã đồng ý mở rộng hợp tác kinh tế và thương mại song phương và cam kết phản đối mọi nỗ lực nhằm hạn chế sự phát triển kinh tế, tiến bộ công nghệ và phát triển quốc tế của họ. Hai quan chức cho biết một số quốc gia nhất định cản trở sự trỗi dậy chung của các thị trường mới nổi và các nước phát triển. Phát ngôn này ám chỉ Hoa Kỳ và các đồng minh. Nói chuyện với ông Cường, ông Mishustin cho hay Nga và Trung Quốc đang ở trong tình thế khó khăn bên ngoài khi các nước phương Tây áp đặt các biện pháp trừng phạt bất hợp pháp dưới những lý do xa vời và tìm cách kiềm chế tiềm năng kinh tế và công nghệ của Nga cũng như Trung Quốc. Bắc Kinh đã phải đối mặt với sự giám sát và áp lực ngày càng tăng từ phương Tây nhằm hạn chế xuất khẩu hàng hóa có công dụng kép như hàng không vũ trụ, sản xuất và thiết bị công nghệ sang Nga. Cuộc gặp giữa ông Lý Cường và ông Mishustin là một phần của các cuộc đàm phán thường niên được tổ chức từ năm 1996, thường tập trung vào hợp tác kinh tế, văn hóa, nhân đạo và được coi là phương tiện để thực hiện định hướng chính sách rộng hơn của hai bên. Thương mại giữa Trung Quốc và Nga đã đạt mức cao kỷ lục vào năm ngoái, vượt mục tiêu 240 tỷ đô la Mỹ trước thời hạn. Theo dữ liệu hải quan của Trung Quốc, thương mại song phương đã tăng hơn một quý so với cùng kỳ năm 2023 kể từ năm 2022, nhưng chỉ tăng khoảng 1,6% từ tháng 1 đến tháng 7 năm nay so với cùng kỳ năm ngoái. Phản ứng bất ngờ của Nga đối với lệnh trừng phạt mới nhất của Washington. Nhà ngoại giao cấp cao của Nga nói rằng Washington đã đưa ra quá nhiều lệnh cấm vận đến mức Điện Kremlin không quan tâm đến lệnh trừng phạt vừa được công bố hôm 23 tháng 8. Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov ngày 24 tháng 8 tuyên bố việc Mỹ áp đặt lệnh trừng phạt mới nhất đối với Nga đã thể hiện rõ ràng quan điểm chống Nga của chính quyền Washington, đồng thời khẳng định các biện pháp gây sức ép kinh tế chống Nga sẽ không phát huy hiệu quả. Các lệnh trừng phạt chống Nga một cách vô ích do chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden thực hiện ngày càng nhiều.
Tuy nhiên trên thực tế, các biện pháp hạn chế này không chỉ gây hại cho người tiêu dùng trong nước mà còn cho các đối tác của Mỹ ở nước thứ ba. Ông Antono lưu ý thêm rằng các lệnh cấm vận của Mỹ đối với Nga nhiều đến mức Điện Kremlin không quan tâm bất kỳ thông báo nào của Washington liên quan đến việc trừng phạt người dân Nga. Tuyên bố trên được đại sứ Antono đưa ra sau khi chính phủ Mỹ thông báo trừng phạt gần 400 cá nhân và công ty tại Nga và trên toàn thế giới, bao gồm cả con trai và vợ của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov. Trước đó, Bộ Ngoại giao và Bộ Tài chính Mỹ đã công bố gói trừng phạt trên vào ngày 23 tháng 8, ngay trước ngày quốc khánh của Ukraine, nhằm thể hiện sự ủng hộ của Washington đối với Kiev trong cuộc xung đột với Moscow. Các biện pháp trừng phạt mới nhất cũng áp dụng với các tổ chức và cá nhân ở châu Á, châu Âu và Trung Đông. Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ cho biết các công ty, tổ chức tài chính và chính phủ trên toàn thế giới cần đảm bảo rằng họ không hỗ trợ chuỗi cung ứng công nghiệp quân sự của Nga. Theo Bộ Tài chính Mỹ, khoảng gần 10 mạng lưới riêng biệt, bao gồm hơn 100 cá nhân và tổ chức tại 16 quốc gia, bao gồm cả Trung Quốc, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Đáng chú ý, 18 công ty có trụ sở tại Hồng Kông, Trung Quốc đã bị cáo buộc có liên quan đến ngành công nghiệp quân sự của Nga. Bộ Tài chính và Ngoại giao Mỹ cũng cảnh báo các tổ chức tài chính ở các quốc gia khác nên thận trọng với bất kỳ giao dịch nào với các chi nhánh hoặc công ty con của các công ty, tổ chức tài chính Nga ở nước ngoài, bao gồm cả những tổ chức chưa bị lệnh trừng phạt.